Nếu cơ thể chúng ta bị thiếu omega 3 thì sẽ có những dấu hiệu cảnh báo gì? Omega 3 là một chất béo chiêu bão hòa tốt, có vai trò quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Cơ thể chúng ta cần omega 3 để tạo ra các phân tử tín hiệu gọi là eicosanoid. Và đây là các phân tử sẽ giúp cho hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ miễn dịch và hệ nội tiết của chúng ta hoạt động tốt hơn. Nếu thiếu omega 3 thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe của chúng ta. Vậy thì có 5 dấu hiệu cảnh báo để bạn nhận biết được là mình đang thiếu omega 3. Dấu hiệu đầu tiên đó chính là tình trạng khô da và kích ứng da. Omega 3 giúp cải thiện hàng rào bảo vệ của da và tăng cường độ ẩm cho da. Đồng thời, omega 3 giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây nên tình trạng khô và dị ứng. Omega 3 còn giúp giảm được cái tình trạng viêm. Và viêm chính là một trong những nguyên nhân mà làm cho chúng ta bị mụn trứng cá. Omega 3 còn giúp chúng ta là giảm đi sự nhạy cảm đối với tia cực tím và tăng cường chống lại các vết cháy nắng. Vậy nên nếu bạn có những biểu hiện như là khô da, kích ứng da, da dễ nhạy cảm hơn hoặc là mụn trứng cá tăng bất thường thì coi chừng đó là dấu hiệu cảnh báo thiếu omega 3. Có một nghiên cứu nhỏ thực hiện là cho phụ nữ bổ sung 1/2 muỗng cà phê dầu hạt lanh mỗi ngày. Đây là loại dầu có chứa hàm lượng omega 3 rất cao và sau 3 tháng theo dõi, những người phụ nữ được bổ sung dầu hạt lanh thì có độ ẩm của da tăng lên và độ nhám của da giảm xuống đến 40%. Cũng có một nghiên cứu được thực hiện ở những bệnh nhân viêm da dị ứng với việc bổ sung omega 3 liên tục trong vòng 20 tuần. Sau một thời gian theo dõi thì những bệnh nhân được bổ sung omega 3 có tình trạng khô và ngứa da giảm đi và thậm chí là ít phải dùng các loại thuốc bôi hơn. Dấu hiệu thứ hai đó chính là trầm cảm. Omega 3 là một thành phần quan trọng của não giúp bảo vệ hệ thần kinh và giúp chống viêm. Một nghiên cứu được thực hiện ở những người trầm cảm thì có hàm lượng omega 3 thấp hơn bình thường và việc bổ sung omega 3 giúp cải thiện sức khỏe tâm thần, điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh, Alzheimer hoặc là suy giảm trí nhớ. Dấu hiệu cảnh báo số 3 đó chính là tình trạng khô mắt. Omega 3 cũng là một thành phần quan trọng cho sức khỏe của mắt. Omega 3 giúp tạo độ ẩm và có thể giúp sản xuất nước mắt. Có một phân tích được thực hiện trên 17 nghiên cứu với 3.363 người tham gia. Phân tích này cho thấy việc bổ sung omega 3 mỗi ngày giúp giảm đáng kể triệu chứng khô mắt so với người không sử dụng. Vậy nên nếu như bạn có những triệu chứng như là khô mắt, khó chịu ở mắt hoặc là tình trạng rối loạn thị lực ngày càng tăng thì coi chừng đó là dấu hiệu của thiếu omega 3. Dấu hiệu cảnh báo số 4 đó chính là tình trạng đau khớp và cứng khớp. Các nghiên cứu đã phát hiện omega 3 giúp giảm tình trạng đau khớp và cứng khớp thông qua quá trình giảm sản xuất các chất trung gian gây viêm. Vậy nên nếu như bạn có tình trạng đau khớp hoặc cứng khớp ngày càng tăng thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo của thiếu omega 3 và việc bổ sung omega 3 có thể giúp cải thiện được những triệu chứng này. Dấu hiệu cảnh báo số 5 đó chính là thay đổi về tóc. Cũng giống như da thì omega 3 cũng giúp cho hệ tóc khỏe mạnh hơn. Một nghiên cứu được thực hiện trong vòng 6 tháng ở 120 phụ nữ. Nhóm phụ nữ này được bổ sung omega 3, omega 6 và một số chất chống oxy hóa và sau một thời gian theo dõi ở nhóm phụ nữ này tóc giảm rụng và tăng mật độ hơn so với nhóm không dùng. Có một nghiên cứu được thực hiện trên chó phát hiện rằng việc bổ sung omega 3 sẽ làm tăng lượng axit béo ở trong máu và trong lông của động vật và thành phần axit béo này cũng tương tự với thành phần axit béo liên quan đến chất lượng tóc của con người. Tóm lại thì không có một xét nghiệm tiêu chuẩn nào để đánh giá được tình trạng thiếu hụt omega 3 của cơ thể. Tuy nhiên, bạn sẽ có nguy cơ cao bị thiếu omega 3 nếu không ăn đủ cá, hải sản, các loại hạt hoặc là không dùng các viên uống bổ sung. Vậy nên nếu như bạn có những dấu hiệu cảnh báo của thiếu hụt omega 3 thì hãy tăng cường bổ sung bằng đường thực phẩm thông qua việc ăn cá, hải sản, các loại hạt hoặc cân nhắc dùng các viên uống bổ sung nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ bác sĩ Trí nhé. Chúc mừng bạn đã xem hết video của bác sĩ Trí ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ các video mới nhất, bạn hãy nhấn đăng ký kênh của bác sĩ Trí ở hình tròn chính giữa. Bạn cũng có thể xem các video tiếp theo của bác sĩ Trí ở bên tay trái hoặc ở bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.